thứ Năm, ngày 21 tháng 6. Máy bay Airbus 321 của hãng Alitalia chở Đức Thánh Cha và đoàn tháp tùng cất cánh lúc 8 giờ 40 và trực chỉ phi trường thành phố Geneva, cách đó 700 cây số về hướng Bắc. Cùng đi với ngài trên chuyến bay có Đức Hồng y Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, Đức Hồng y Tân cử Angelo Becciu, phụ tá Quốc vụ khanh, và Đức Hồng y Cuoccoc, người Thụy Sĩ, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các Tín hữu Kitô. Ngoài ra còn có chỉ huy trưởng đoàn vệ binh Thụy Sĩ, đại tá Christoph Grab, lần này không phải với tư cách người hộ tống và giữ an ninh cho Đức Thánh Cha, nhưng trong tư cách là thành viên đoàn tùy tùng. Sau 1 giờ 40 phút bay, máy bay chở Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng đã đáp xuống phi trường quốc tế của thành phố Geneva lúc 10 giờ 10 phút. Geneva là thành phố có đa số dân theo Tin Lành Công Giáo và quen được gọi là thành phố của Jean Calvin, người Pháp và là người sáng lập Tin Lành Cải Cách. Trong những thập niên trước đây, đã có dự án lập giáo phận Geneva nhưng gặp sự chống đối của giới lãnh đạo Tin Lành tại địa phương. Hiện nay, Geneva tiếp tục là thành phần của giáo phận Lausanne, Geneva và Fribourg, một giáo phận có 625.000 tín hữu Công giáo trên tổng số 1.720.000 dân cư với 244 giáo xứ và tòa giám mục được đặt tại thành phố Fribourg. Geneva là thành phố có trụ sở của rất nhiều tổ chức quốc tế, đặc biệt là Liên Hiệp Quốc, cùng với các sứ quán thường trực của các nước thành viên Liên Hiệp Quốc. Tòa Thánh cũng có sứ bộ quan sát thường trực tại đây, do một vị tổng giám mục đảm trách, mặc dù tại thủ đô Bèn vẫn có một vị tổng giám mục sứ thần Tòa Thánh cạnh chính phủ liên bang Thụy Sĩ. Đặc biệt, Geneva có trụ sở của Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô được di chuyển từ Amsterdam, Hà Lan hồi năm 1965 và tọa lạc trong khu vực trung tâm Đại kết. Từ trên máy bay bước xuống, Đức Thánh Cha đã được Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ, ông Alan Bexe, cùng với các quan chức chính quyền đón tiếp. Đặc biệt cũng có hai cựu vệ binh Thụy Sĩ dàn chào. Hai em bé trong y phục cổ truyền đã tặng hoa cho ngài.
Trong số những người chào đón Đức Thánh Cha tại phi trường, ngoài Đức Cha Jacques Morero dòng Đa Minh, giám mục giáo phận Fribourg và cũng là chủ tịch hội đồng giám mục Thụy Sĩ, có mục sư Godfrey Lockhart, chủ tịch Liên hiệp các giáo hội Tin lành Thụy Sĩ. Buổi tiếp đón chính thức cũng được diễn ra với quốc thiệu và duyệt qua hàng quân danh dự.
Air Company Group. Đó được nối tiếp với cuộc hội kiến riêng giữa Đức Thánh Cha và Tổng thống Thụy Sĩ tại phòng khánh tiết của sân bay, trong khi Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh Pietro Parolin và các chức sắc cấp cao khác của Tòa Thánh gặp gỡ và trao đổi với Ngoại trưởng Liên bang Thụy Sĩ.